chắc chắn sẽ là hai quả smoke, hai quả flash và hai quả nade. Không phải, như vậy Sui quyết định up cho mình đó là P250. Một smoke, hai flash và một nade, à và hai nade. Những quả nade sẽ được ném vào khu vực chuối này. Có vẻ như sẽ là một tình huống rush bomb side B. Một tình huống rush rất cơ bản thôi. Bắt đầu tanh vào và như vậy Henry có cho mình cái mạng của Sui 2k rồi. Đẩy ra đến từ Bo. Bo đối đầu với Rush và Rush có cái mạng của Bo lập tức thì Henry có cho mình double kill khi đổi cái mạng của Rush. 3-4, bom đã được đặt thành công. Bây giờ thì đợi smoke tan là bắt đầu tràn ra các vị của team City và Zac có cho mình một mạng, Zac có cho mình double kill, người nằm xuống ở Scalio. Bây giờ còn lại một mình Ultimatic mà thôi, Ultimatic rất khó rồi. Ultimatic vẫn có cho mình cái mạng của Steel trước khi nằm xuống với Lucas. Và tỷ số sẽ là 1-0 cho các thành viên của team Immortal. Một màn retake đơn giản với sự tỏa sáng của Zac. Có cho mình double kill. Zac tỏ ra bắn rất tốt, không ngại đấu skill với cả các thành viên của bên phía Cloud9. Cloud9 họ đặt được bom nên là round đấu tiếp theo họ sẽ eco trắng để round thứ 3 có thể cho mình những khẩu AK giáp 2. Có cho mình đó là 3 khẩu P250, 1 khẩu Dico. Có duy nhất Stui 2K là bắn Glove không giáp. Có lẽ là Stui 2K nghĩ rằng mình đi đầu thì bắn súng gì thì cũng sẽ chết thôi, nên là bắn Glove cho đỡ phí tiền. Bỏ B đến các thành viên của team Cloud9. Bây giờ thì Henry đã nhìn thấy rồi, sẽ gọi những người đồng đội mình về. Henry có cho mình cái mạng của Rush, lập tức thì Scarlet đổi được mạng Lucas. Ultimatic có một viên Dico bắn rất tốt, để Ultimatic một viên Dico vào mồm. Lập tức thì Zac đổi mạng và Zac nằm xuống ở vị trí của Scarlet. 2-3, Bo vừa ăn một viên Glock của Stui2K vào mồm. Rất may đó là một viên Glock chứ không phải là một viên Dico. Các bạn có thể thấy Stui2K tay to là lắc ra cho đúng một viên Glock vào mồm luôn. 2-3, không có kit, bắt buộc phải làm nhanh đến từ các thành viên của team Immortal. Bây giờ thì Taric, không phải Stu2K, đang là người biter ở khu vực City này. Bo hạ của Taric rồi. Bây giờ Stu2K vẫn gây được rất nhiều khó chịu, tuy nhiên là Steel đã hạ của Stu2K. Còn lại thì chiếc Scandal và Scandal nằm xuống. Tuy nhiên là bom không thể defuse kịp và tỷ số sẽ là 1-1 cho cả hai team. Rất đáng tiếc cho Immortal khi mà họ không có kit. Vừa rồi Immortal họ vừa để thua một round eco trắng. Không thành viên nào bên phía Cloud9 có giáp cả. Chỉ xếp cho mình được đúng với khẩu UMP và bây giờ sẽ là một round fast buy đến từ Immortal. Có cho mình đó là hai khẩu Deagle, một khẩu CZ, một Famat cùng với cả đó là một UMP45. Trong khi đó Cloud9 có cho mình 5 khẩu AK. Sự ở trong round đấu trước thì tất cả thành viên của Cloud9 đều tỏa sáng. Đặc biệt là vị trí Automatic. Bây giờ thì Lucas có cho mình cái mạng của Stu2K rồi. Vừa rồi thì các thành viên của Immortal họ kẹp hai player ở khu vực ngách đấy. Và Stu2K đi vào ăn hai viên tích, không phải một viên tích gồ và một vài viên CZ và nằm xuống ngay lập tức. Lợi thế hơn người cho các thành viên của team Immortal. Nếu như mà vào mid trong tình huống này thì Cloud9 chắc chắn sẽ rất khó khăn khi mà ở đây các player bên phía Immortal họ đang kẹp cho mình 3 mid. Vừa quyết định bỏ mid chay
không ném bất cứ thứ gì ra cả. Bây giờ đẩy ra và Rush có cho mình cái mạng của Steel. Lập tức thì Bo đổi được mạng của Taric trong tình huống vừa rồi. Bom ra được di chuyển cuộc ách, bây giờ automatic hạ gồm Lucas ở khu vực bom xe B. Với bom lại đang được di chuyển dần về bom xe A. Bo là người có cho mình double kill, người nằm xuống là Rush. Scandal hạ gục được Bo, tuy nhiên là có vẻ như là sẽ không đủ time để đặt bom. Chắc chắn là không đủ time để đặt bom, và tỷ số sẽ là 2-1 cho các thành viên của team Immortal. Một round thi đấu quá chậm chạp đến từ các thành viên của team Cloud9. Thực sự là quá chậm chạp. Stewie 2K cùng với cả đó Taric chết cháy 3 round liền rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục một round Fort Buy đến từ Cloud9. Cứ team nào Fort Buy là team này thắng. Không cần phải mua súng to làm gì cả. Đang đi cho mình 5 người ở khu vực second mid là các thành viên của team Cloud9. Đây là một quả smoke để che khu vực ách. Map thi đấu Inferno này tầm 1 phút là phải chiếm được khu vực mid và chiếm được khu vực chuối. Chiếm mid nếu đánh A và chiếm chuối muốn đánh, nếu như muốn đánh B. Cái tầm 1 phút là phải chiếm được mid rồi. Thì vào bom sai mới dễ dàng được. Bây giờ bắt đầu tràn bom sai A. Rất nhiều flash được ném ra và Steel có cho mình một mạng, người nằm xuống là Stewie 2K. Lucas có cho mình cái mạng Rush, lập tức automatic đổi mạng của Zack. Taric hạ Lucas và Bo. Steel có cho mình mỗi người một mạng và cuối cùng thì Bo có cho mình double kill. Kết thúc round đấu tỷ số là 3-1 cho các thành viên của team Immortal. Bây giờ thì Cloud9 họ vừa thua một round Fort Buy và bây giờ bắt buộc phải eco trắng. Chắc chắn là sẽ phải eco trắng đến từ Cloud9 để round sau có thể full buy được. Duy nhất Taric cùng với cả đó Scandal up cho mình những khẩu P250 automatic với khẩu Deagle, còn lại Rush cùng với cả Stu-EK là bắn cho mình những khẩu Glock. Dễ hiểu thôi, bởi vì là Stu 2K cùng với cả Rush sẽ là những người đi đầu. Bên phía Cloud9 thì họ có cầm mua súng to, mua lục to cũng không để làm gì cả, nằm xuống. Đây là một round đấu đơn giản các thành viên của team Immortal. Lucas có cho mình đôn mạng rồi. Với Bo hạ gục Taric, còn lại duy nhất Rush, và Rush nằm xuống một giáp. Tỷ số sẽ là 4-1 cho các thành viên của team Immortal. Một round thi đấu đơn giản khi mà Cloud9 họ chỉ đi cô trắng mà thôi. Bây giờ Cloud9 họ có cho mình được 4 khẩu AK, 1 khẩu Gali. Stewie sẽ lên cho mình khẩu Gali để có thể up được full bomb. Ném ra 2 nade mid và đẩy mid đến các viên của team Immortal. Bởi đấu súng người ra vậy, Steel có trên một mạng, lập tức thì Sway AK đổi cái mạng của Lucas. Bởi Steel khó, tuy nhiên Steel vẫn có cho mình được double kill. Cái vị trí của Steel là vị trí cực khó rồi, có cho mình thêm được một mạng là rất may mắn. Chỉ là tình huống 2 đổi 2 mà thôi. Bo còn cho mình 52 máu, Sway AK không khá hơn với 12 máu. 3v3. Bây giờ thì Zack đã móc máy đến tận sau lưng rồi, móc đến tận nhà của T-Bay rồi. Chắc chắn là Zack phải có cho mình đôi mạng, ít nhất là đôi mạng trong tình huống này. Zack có cho mình một mạng, khá đáng tiếc của Zack khi mà chỉ có cho mình một mạng thôi. Bây giờ Taric là người có cho mình double kill, còn lại duy nhất vị trí của Henny. Một quả smoke ném ra để che khu vực ách. Khá khó cho Henny khi mà hết bom, không có kit. Trong pha xử lý vừa rồi thì Zack xử lý lỗi. Khi mà đáng lẽ ra thì anh nên giết hai người player đi trước, chứ không nên đợi Su-2K về. Giết hai player đi trước thì sẽ có lợi thế hơn người. Và bây giờ thì Henny nằm xuống bởi automatic. Và tỷ số sẽ là 2-4 cho các thành viên của team Cloud9.
Nếu như mà Zach móc máy tốt hơn thì sẽ là một round thắng đơn giản Immortal. Tuy nhiên là móc lỗi đến từ vị trí của Zach. Round thi đấu được vừa rồi thì các thành viên bên vị Immortal họ đẩy rất nhiều và có vẻ như là tỏ ra không hiệu quả cho lắm. Bây giờ sẽ là key round cho cả hai team. Team mà thua thì họ sẽ phải eco trong round thi đấu tiếp theo. Chắc chắn là như vậy. Henny là người có cho mình khẩu ọp. Mình nghĩ phong cách bắn của Henny khá giống với một player upper nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là vị trí của Captain Hoàng. Khi mà Henny có những góc kê rất là dị. Và Captain Hoàng cũng vậy. Không ai nghĩ là Henny cũng như là Captain Hoàng lại ngồi ở đấy, ngồi giữa đường kêu ọp luôn. Đây, vị trí này, vị trí các bạn đang xem đây là một vị trí rất quen thuộc của Captain Hoàng. Nếu như mà ai theo dõi những trận thi đấu của Viking Sabertooth thì sẽ thấy là Captain Hoàng ngồi những vị trí cực dị. Bình thường các upper thì họ sẽ kê những cái góc rất hẹp để nếu như mà bắn trượt thì có thể lùi về. Tuy nhiên là Henny đứng giữa đường bắn trượt là chết luôn, không có cơ hội để lùi về. Captain Hoàng cũng có phong cách bắn giống như vậy. Bây giờ bom được di chuyển dần về khu vực nối. Khá khó cho Henny rồi. Bên đẩy vào và Henny có cho mình cái mạng là Taric. Đối đầu tiếp theo sẽ là Rush. Rush nằm xuống ngay lập tức bởi Henny. Henny đã có cho mình được 3 mạng trong round đấu này rồi. Còn lại duy nhất vị trí xa đồ mà thôi. Bây giờ thì Henny có cho mình không phải như vậy. Đó là một cú A đến từ vị trí của Henny, bắn cực kỳ tốt với khẩu ọp là player Henny. 5 mạng luôn. Immortal họ chỉ để mất duy nhất một súng. Bây giờ sẽ là một round eco trắng đến từ team Cloud9. Như vậy một quả nết của vị trí Steel có cho mình double kill. Trước khi đó ở giáp cũng ném ra một quả nết cực kỳ chất lượng. Skado và Sui2K là người nằm xuống. Bây giờ Steel có cho mình triple kill rồi. Automatic đổi cái mạng của Steel, khá đáng tiếc cho Steel. Bây giờ còn lại Automatic cùng với cả đó là Taric. Bây giờ Bo đẩy ra, Bo hạ của Taric. Còn lại vị trí của Automatic, còn lại Automatic lộ vị trí. Và Ultimate nằm xuống với Bo. Tuy nhiên là Ultimate vẫn kịp có cho mình double kill. Người nằm xuống là Zap. Bây giờ sẽ một round mà các thành viên của team Cloud9 nếu như mà mùa thì họ sẽ rất thiếu bom. Và quyết định eco thêm một round đến từ các thành viên của team Cloud9 sẽ là một round Fogby lục Zap rồi. Skadoodle sẽ người bắn Glock không Zap để round sau có thể up được off. Skado nghĩ rằng phải up off để đối đầu lại với vị trí Henny. Bây giờ có vẻ như sẽ một tình huống muốn tràn bom sai B. Cả 5 thành viên bên phía Cloud9 luôn để lấy số lượng đè chất lượng. Trong bom xe B hiện tại đang là vị trí của Lucas cùng với cả đó là Henny. Vị trí của Lucas nếu như mà dính một quả smoke thì chắc chắn là sẽ trở nên vô dụng. Và bắt đầu tràn vào rồi. Henny là người có trên một mạng. Henny có trên double kill, lập tức Lucas đổi cái mạng rush. Cuối cùng thì Lucas có cho mình double kill. Và Zach là người hạ gục được vị trí của Automatic thì số lượng 72 cho các thành viên của team Immortal họ. Và trong round đầu trước thì họ không để mất bất cứ một súng nào cả. Rất nhiều tiền đến từ Immortal. Bây giờ Cloud9, đây sẽ là key round cho họ. Nếu như mà họ thua thì họ sẽ phải eco trong round đấu tiếp theo. Đội hình cơ bản ở map thi đấu Inferno này sẽ là 3A và 2B. Hai người kẹp vào mid và một người nhìn lầu. Trong khi đó 2B một người đứng construction và một người đứng trong bom sai. Đó là đội hình cơ bản, đội hình chuẩn theo sách giáo khoa.
Tuy nhiên là nếu như mà đã clear được khu Banana thì sẽ có thể di chuyển thêm một thành viên về để thủ bóng xe A. Lúc đó sẽ là 4A và bóng xe A sẽ cực kỳ mạnh. Rất nhiều bom được trả ra đến các viên của team Immortal. Bây giờ thì họ gần như là hết bom rồi. Chỉ còn đúng một quả lửa đến từ vị trí của Bo. Đối đầu với Rush sẽ là vị trí của Zap. Hiện tại thì Zap đang kẹp chéo với cả Lucas. Búp một quả flash. Bom lại đang dần di chuyển vô chuối với Rush. Hạ gục được Zap rồi. Tuy nhiên Lucas lập tức đổi cái mạng Rush ở bom xe B thì Stui 2K hạ gục Henny. Henny chết chay ở bom xe B đã thùng. Bây giờ thì rất khó có thể retake. Bom đã được đặt thành công. 3v4 có kit. Có vẻ như cái việc của Team Immortal họ sẽ muốn retake khi mà họ có rất nhiều tiền. Stui 2K có cho mình double kill, người nằm xuống là vị trí steal. Bây giờ thì Lucas đẩy vào và Stui 2K nằm xuống 2v3 hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên là khá khó bởi vì vị trí của các thành viên bên phía Cloud9 đang rất đẹp. Stui với Lucas nằm xuống bởi Skado, lập tức Kibo đổi cái mạng Lucas của Skado. Tuy nhiên là không còn time rồi. Cái Automatic đẩy ra và Automatic hạ gục được cái mạng của Bo. Tỷ số sẽ là 3-7 cho các thành viên của team Cloud9. Bây giờ thì Immortal họ sẽ có một round full buy bình thường. Tuy nhiên nếu như mà họ thua thì có vẻ như họ sẽ phải eco, bởi vì đang khá ý hướng tiền rồi. Đây tiếp tục là một key round của trận đấu. Team mà thua thì họ sẽ phải eco trong round đấu tiếp theo, khi mà cả hai team đều đang rất yếu tiền. Henny vẫn có cho mình được khẩu op. Khá đáng tiếc cho Cloud9 trong round đấu trước khi mà họ không xếp được khẩu op. Bắt đầu tràn bom xe ào. Bo có những cái mạng của Stui 2K, lập tức Skado đổi được mạng. The Steel hạ cùng Skado rồi. Tuy nhiên Automatic đổi được cái mạng của Giáp. Trong bom xe hiện tại còn vị trí của Steel. Và Steel nằm xuống Automatic rồi. Bom xe A chỉ đổi được 2 mạng mà thôi. 2v3 bắt buộc phải retake. Bom đã rơi đặt thành công. Búp ra một quả flash về chứ không đẩy vào smoke. Khá khó Immortal và có vẻ như họ sẽ quyết định xếp súng. Nhưng mà tham không còn nhiều. Lucas có trên cái mạng của Rush rồi. Không đủ tham và họ sẽ quyết định lùi về để xếp súng. Tỷ số sẽ là 4-7 cho các thành viên của team Cloud9. Henny hạ gục được Tarik trên con đường xếp súng. Và cuối cùng thì người player còn lại đó là Stui2K cuối cùng cũng đã phải nằm xuống bởi quả bom. Và tỷ số là 4-7. Tuy giành chiến thắng, tuy nhiên là Cloud9 họ để mất tất cả khẩu súng và bây giờ thì họ khá yếu tiền. Immortal cũng vậy. Đây tiếp tục là một key round của trận đấu. Cloud9 có cho mình 3 khẩu AK, 1 khẩu Tech 9 và 1 khẩu Gali. Ở map thi đấu Inferno này thì các team trên thế giới họ thường đánh rất chậm. Khi mà khoảng 50 giây chiếm mid hoặc chiếm chuối, sau đó thì phải clear, quay lại kê đẩy các thứ. Tầm còn khoảng 20 giây là bắt đầu tràn bom sai và phải đổi mạng. Tuy nhiên Cloud9 họ đang áp dụng một chiến thuật mới, nó đánh cực nhanh. Khi mà bom sai còn khoảng 30-40 giây, rất nhiều thời gian để xử lý. Cơ bản là Cloud9 họ vào được bonsai sớm như vậy bởi vì là họ chiếm được các khu vực trọng yếu rất là sớm, bởi vì là Immortal họ chủ động bỏ chuối ngay từ đầu. Mid thì chỉ kẹp đúng hai player mà thôi.
Henny hạ gục Taric. Bây giờ Rush đổi được cái mạng của Bo rồi. Lập tức cái giáp hạ gục được Rush. Hai với bốn rất khó cho Cloud này. Có vẻ như cái việc Cloud này sẽ rủ nhau đi xếp súng rồi, nhưng mà Tham chỉ còn cho mình 20 giây, không đủ để vào bom sai nào cả. Bởi giáp đẩy ra giáp lộ vị trí rồi. Tỷ số sẽ là 8-4 cho các thành viên của team Immortal. Bây giờ Cloud9 họ rất yếu tiền, sẽ tiếp tục một round fort buy đến từ Cloud9. Thực sự là Cloud9 họ đang tỏ ra nếu như mà đánh chậm thì họ sẽ không thể đánh lại so với các thành viên của team Immortal. Có cho mình đó là hai khẩu AK, một P250, một TX9 và một CZ. Tiếp tục là một tình huống hầu của mid này, các thành viên của Cloud9 họ đang không biết làm gì, họ chỉ biết hầu ở mid. Sao mà đánh về A cũng không đánh, mà đánh về B thì cũng không đánh được. Bây giờ thì Automatic là người có cho mình cái mạng, và người nằm xuống là giáp. Bây giờ Lucas bắn lỗi nhưng vẫn có được cái mạng Automatic, trả ra một smoke. Tiếp tục là một flash. Steel hạ gục Shadow. Bây giờ thì các thành viên bên phía Cloud9 họ lại đẩy về khu vực bom xe B. Henny là một khó trong tình huống này khi mà vừa phải kê chuối vừa phải kê khu vực City. Bây đấu súng với Lucas còn cho mình 2 máu, may mắn chạy về. Sui 2K cũng không khá hơn mấy khi mà cũng chỉ vào cho mình 12 máu. Steel hạ gục được Sui 2K ở khu vực nối rồi. C9 họ chiếm được nối, họ lại không đánh về B, mà họ cứ hâu ở nối, không hiểu để làm cái gì cả. Tactic khá là dị. Nếu như mà không muốn nói là tactic này nó khá là nó thực sự là nó vô dụng, không để làm được gì cả. Cái mà chiếm nối cũng hâu ở đấy. Bây giờ bồ hạ Taric và Lucas có cho mình double kill. Kết thúc là đấu tỷ số 9-4 cho các thành viên của team Immortal. Cái tactic mà chiếm lên nối thì bắt buộc phải đánh vào bom xe B. Bởi vì là lúc đó thì bom xe B chỉ còn duy nhất một người mà thôi, chắc chắn là chỉ còn một người. Team Cloud9 họ hầu ở nối rất lâu, thực sự họ không biết phải làm gì. Họ cứ hầu ở nối với cả khu vực thư viện, không đánh với B mà không đánh ngược với A. Thực sự là không để làm một cái gì cả. Bây giờ sẽ là top tactic đến từ Cloud9. Chắc chắn là họ sẽ phải nói chuyện lại với nhau. Khi mà chiếm được nối, chiếm được mid rồi cứ hầu ở đấy. Bây giờ trận đấu sẽ được tiếp tục. Cloud9 họ sẽ eco, không phải, sẽ là một round fort buy lục giáp đến từ Cloud9. Sẽ fort buy để round sau có thể full buy được bình thường. Để chắn nhanh đến Cloud9. Giáp bắn cực kỳ tốt và Steel có cho mình triple kill. Còn lại duy nhất Taric, và Taric nằm xuống với giáp, tỷ số là 14 cho các thành viên của team Immortal. Thực sự là Steel bắn rất tốt với triple kill riêng mình. Giáp cũng không kém với khẩu orb. Giáp và Handy là những người lên orb bên phía Immortal. Bây giờ thì Cloud9 sẽ có một round full buy, bắt buộc phải full buy khi mà đây đã là round thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên này rồi. Thank you.
Hôm nay thì KNG không thi đấu và người stand in cho KNG đó là vị trí của Giáp. Giáp thực sự là vẫn đang tỏ ra bắn hiệu quả không thua kém gì so với vị trí của KNG. Ở map thi đấu Inferno là map thi đấu T-side mà các thành viên của Cloud9 để cho Immortal lên được đến tỷ số 10 thì thực sự là rất khó cho Cloud9 trong hiệp thi đấu thứ hai. Bởi Skado vừa nằm xuống rồi. Lợi thế hơn người thì rất sớm cho Immortal. Họ hơn người, họ bắn rất cẩn thận, rất chậm, không có gì phải đẩy tiếp cả. C9 thì họ lại không đánh chuối bao giờ. Từ đầu trận đấu đến giờ thì họ chỉ đánh chuối đúng một lần. Và round đó thì họ thắng. Sau khi họ thắng round đó thì họ không đánh chuối nữa. Đây, bởi bắt đầu tràn vào đối với Giáp có chung một mạng. Lập tức thì Squadron, không phải, Stui2K với cả Automatic đổi được mạng. Đó, đánh về nối, đánh được không bom sai B thì làm sao? Mà các round đấu trước phải hâu ở nối 3v3, bom sẽ được đặt thành công mà thôi thì bom sai B đã clear. Các thành viên còn lại của Immortal rủ nhau đẩy chuối này. Rất đông. Không còn bom mìn thì Immortal bắt buộc họ phải đấu skill mà thôi. Bây giờ Skat có cho mình cái mạng Automatic, lập tức thì Taric hạ của Steel 2v2. Bây giờ Lucas vừa ăn một viên M4 M4, tuy nhiên là một viên AK, một viên M4 thì AK sẽ lợi thế hơn. Và bồ hạ của Super AK thì số là 11-4 cho các thành viên của team Cloud9. Thực sự mà đến cái round mà họ biết là chiếm được nối rồi đánh hay bom sai B thì đó đã là round thi đấu cuối cùng rồi. Và họ lại thủ bom sai không thành công. Bởi hai bên sẽ đổi team. Thực sự là Cloud9 họ đang đánh quá là tù ở T-side ở map thi đấu này. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Bây giờ nếu như mà Cloud9 họ thua trong round lục này thì họ chắc chắn là họ sẽ thua luôn trong cả trận đấu. Còn nếu như mà Cloud9 họ giành chiến thắng trận đấu có thể sẽ đáng xem hơn một chút nữa. Map thi đấu Inferno này, xem các team thế giới đánh thì nó đa phần là map thi đấu T-side. Inferno cũ mới là CD-side, còn Inferno mới này thì nó đã thiên về T-side nhiều hơn. Bởi trận đấu vẫn đang được power. Có vẻ như các viên của Immortal là người power và họ đang muốn bàn bạc một số tactic. Tactic hiệu quả hơn so với tactic của Cloud9 ở bên phía T-side. Có cho mình đó là một quả smoke, hai quả flash, một quả lửa đến từ Immortal. Thường thì T-side bên phía map Inferno này họ sẽ mua nết, chứ ít khi họ mua lửa. Họ mua nết để họ ném chuối. Tuy nhiên Immortal họ đang toàn tính một số điều gì đó. Bây giờ Bo được đồng đội drop cho một khẩu P250. Bo sẽ bắn P250 cùng với cả chiếc giáp 1. Trong là Giác có cho mình đó là một quả lửa. Như vậy Giác là người drop P250 cho Bo. Khẩu P250 thì thực sự là nó vẫn tỏ ra lợi thế hơn so với khẩu Glock. Khi mà khẩu P250 chỉ cần 4 viên vào người, 4 cho đến 5 viên vào người là nằm xuống cho Glock. Nếu như bắn mặt Giáp thì chắc là phải mất 9-10 viên gì đó. Khi mà mình nhớ không nhầm, đam ở một khẩu Glock vào người là khoảng 11 hay 12 máu gì đó. Đó, nếu như mình nhớ không nhầm. Granite có cho mình đó là hai quả flash cùng với cả đó là một kit đến từ vị trí của Scandal. Sẽ là đội hình cơ bản đến từ Granite. Thường thì các team bắn ra lục CD-side Inferno thì họ sẽ bắn 3B từ đầu. Sau đó nếu như mà không rush B thì họ sẽ back về 3A. Tuy nhiên là Cloud9 họ bắn 3A ngay từ đầu luôn.
Bây đẩy ra đến từ vị trí của Stewie, phát hiện ra hai player ở bên phía Immortal và Stewie lùi về, không cương skill nữa. Quả smoke đã được ném ra để che khu vực Ash. Bây giờ có vẻ như sẽ là một tình huống đánh vào bom xe. Một quả flash được búp ra, bắt đầu tràn vào dây. Handy là người có cho mình cái màn của Taric rồi. Mới chỉ một người nằm xuống rác hạ Golden Rush. 3v5 rất khó cho Cloud9 khi mà bom sẽ được đặt thành công. Automatic vừa ăn một Vinger Lock vào mồm mà chỉ còn cho mình một giọt. Thực sự khó cho Automatic rồi, khó cho cả Cloud9 luôn. Vẫn còn một quả lửa đến từ vị trí của Jack. Lucas hạ của Automatic ở khu vực thư viện. Để đẩy ra và siêu hạ được Sui2K. Thực sự là các thành viên của Demoto họ đang lấn át hoàn toàn về tactic cũng như là về skill luôn. Cloud9 ép bị lép vế hoàn toàn. Tỷ số sẽ là 12-4 cho các thành viên của team Immortal. Thực sự là các thành viên của Immortal đang thi đấu quá là tốt, thi đấu cực kỳ đều nhau luôn. Các bạn có thể nhìn thấy số frag bên phía Immortal, các thành viên không chênh nhau quá nhiều trong một đợt Cloud9. Một mình Automatic đang là người gánh kèo. Các thành viên, 4 thành viên còn lại thực sự đang thi đấu quá thọt. Bây giờ xem một round fast buy đến Cloud9. Nếu như mà họ không giành chiến thắng trong round fast buy này thì thực sự họ sẽ thua luôn cả trận đấu. Map thi đấu Inferno là map pick của Immortal. Trong khi đó map thi đấu tiếp theo là map train, map pick của Cloud9. Thực sự Immortal họ thi đấu train cực kỳ tốt. Đây là quả smoke để che khu vực boiler. Bắt đầu tràn vào bên khu vực nối này. Với những khẩu mắc 10 thì vừa nhảy vừa bắn là chuyện dễ hiểu. Đã clear được khu vực thư viện. Bên bô có đẩy ra tiếp hay không? Đẩy ra có vẻ như sẽ là sai lầm khi mà Scaldo. Như vậy là Handy có những cái mạng rush. Bô hạ Scaldo và bô có cho mình double kill rồi. Henny cũng có cho mình double kill và người cuối cùng nằm xuống là Taric. Các thành viên của Immortal đánh rất đơn giản, họ không để mất bất cứ một súng nào cả. Bây giờ thì Cloud9 họ bắt buộc phải eco trắng và có vẻ như Immortal sẽ lên được đến tỷ số 14. Lên 14 thì thực sự là rất khó comeback cho Cloud9 khi mà 44 khoảng cách lên đến 10 round liền. KNG hôm nay không thi đấu và người stand in cho KNG đó là vị trí của Giáp. Bởi Lucas hạ gục được Taric, lập tức Scar đổi đồ, không phải Sui2K với cả Rush đổi được cái mạng của Giáp và Lucas. Henny có cho mình đôi mạng rồi, Steel cũng có cho mình cái mạng của Rush. Bây giờ còn lại duy nhất vị trí của Automatic mà thôi, 1v3. Với khẩu Glock này gần như là không có cơ hội cho Automatic. Automatic vẫn đang lần bò ở khu bom sai B này. Trong cái bom thì đang di chuyển về A với tỷ số sẽ là 14-4 cho các thành viên của team Immortal. Thực sự là Immortal họ đang quá lấn át. Bây giờ sẽ là một round full buy đến từ cả hai team. Và nếu như mà Cloud9 họ thua luôn trong round đấu này thì họ sẽ thua cả trận đấu. Và chúng ta sẽ được chuyển sang map thi đấu tiếp theo là map train, map pick của các thành viên Cloud9. Map pick của Immortal nên là họ giành chiến thắng áp đảo là điều dễ hiểu thôi.
không có gì điều gì quá đặc biệt. Ba thành viên của Immortal đang di chuyển những khu vực lâu và still có trên cái mạng Taric Scaldo đổi được một mạng trước khi nằm xuống. Chỉ có Lucas Rush hàng Lucas Rush có cho mình double kill. Mọi người nằm xuống là Lucas cũng với cả đó là Henny 2v3. Còn lại Zap cùng với cả Bo. Rush có cho mình triple kill rồi. Bo là người nằm xuống. Một mình Zap để xem player standing sẽ thể hiện ra sao. Bởi Zap vẫn đấu skill và Zap nằm xuống với story 2k rồi. Tỷ số sẽ là 5-14 cho các thành viên của team Cloud9. Bây giờ Cloud9 họ vẫn cố gắng níu kéo một chút hy vọng mong manh nữa. Mong manh tuy nhiên là không phải không có. Bây giờ thì Immortal họ vẫn có rất nhiều tiền. Không phải. Bây giờ cả hai team đều đã yếu tiền rồi. Bây giờ team mà thua thì họ sẽ phải eco trong lần tiếp theo. Cloud9 mà họ thua thì họ sẽ thua luôn cả trận đấu. Trong khi đó thì Immortal họ mà thua thì Cloud9 cơ hội giành chiến thắng, cơ hội comeback của Cloud9 mở rộng được thêm một chút nữa. Bo Ha của Sui2K rồi. Bộ não Cloud9, bộ não thiên tài Cloud9 đã nằm xuống. Khi mà mất cho mình bộ não Sui2K thì Cloud9 họ sẽ rất dối. Tham còn thêm 1 phút. Bây giờ Henny hạ học Scaldo. Đấu skill không thành công đến từ vị trí của Scaldo. Bây giờ Lucas hạ học Taric. 3 thành viên bomb CA chết chay. Thực sự là không còn gì để nói cả. 3 thành viên bomb CA chết chay. Rush hạ gục được bộ ở khu vực chuối này. Thực sự là đấu skill thua, đấu tactic cũng thua. Khi mà trong tình huống vừa rồi thì các thành viên Immortal họ tràn A cơ bản. Ba thành viên bomb xe không đổi được bất cứ một mạng nào cả. Tỷ số sẽ là 15 năm cho các thành viên của Immortal, khoảng cách tiếp tục là 10 round. Xếp cho mình được 2/4 ra sau, Cloud9 họ hoàn toàn có thể fort buy được những khẩu súng to. Map thiếu tiếp theo là map train. Map pick của các thành viên bên phía Immortal, và thực sự là map train thì họ bắn... À không phải, map tiếp theo là map train, map pick của Cloud9. Tuy nhiên là Immortal thi đấu ở map train này thực sự là rất ấn tượng. Chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Theo ý kiến cá nhân của mình, có vẻ như Immortal họ giành chiến thắng 2-0 thôi. Map trên, map pick của Cloud9, và Cloud9 họ sẽ không thể giành chiến thắng trước Immortal. Nếu như mà cứ bắn với cái tactic, tactic đầu gì đó mà Bomb9 hay nói, với cả cái skill cá nhân quá thua thiệt này. Zac hạ một Taric rồi. Đẩy qua smoke với automatic. Bởi automatic sẽ đối đầu với Lucas. Cùng với cả đó là vị trí của Steel. Bề bom lại được dần di chuyển về khu vực chuối này. Và các thành viên của team con này họ back hết về A. Cái tactic gì đây? Bỏ hoàn toàn khu bom CB. Thực sự bọn con này bọn không hiểu bọn này bắn kiểu gì luôn. Bởi automatic hạ gục được Zac ở khu vực mid. Trong khi bom Sui2K có trên cái mạng steel, lập tức thì bộ đổi được mạng Sui2K 3v3. Bom sẽ được đặt thành công mà thôi.
Bởi Luka có cho một mạng rồi. Henry là người có cho mình cái mạng automatic. Skado đổi một mạng và Henry có cho mình double kill. Kết thúc trận đấu tỷ số là 16-5 cho các thành viên của Immortal và match thi đấu tiếp theo.